Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Hà Nội chỉ đạo duy trì chế độ trực dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sơn La hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải nội tỉnh để phòng dịch Covid-19. Hưng Yên hỗ trợ tiêu thụ trên 180 tấn nhãn cho nông dân. Cần xử lý nghiêm nhóm côn đồ hành hung người tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tăng cường kiểm tra giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cùng với việc thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch, các lực lượng tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ. Các cấp các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong văn bản khẩn điều chỉnh việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý giao cho Công an thành phố bổ sung cho Sở Công Thương 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ. Thời gian qua, với lực lượng mỏng, do bị cắt giảm đến 70%, các siêu thị, cửa hàng không thể đáp ứng nhanh nhu cầu của người dân. Nhiều siêu thị cho biết số lượng nhân sự dù đã tăng từ 10 đến 30% vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Do khối lượng công việc tăng mạnh so với ngày bình thường, mỗi nhân viên phải kiêm nhiều công việc. Việc cấp duyệt 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ nhằm hỗ trợ giải quyết vướng mắc về nhân sự cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, đồng thời đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân trong thời gian siết chặt giãn cách. Những nhân viên được cấp giấy đi đường phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 2 ngày một lần. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh biện pháp phòng chống dịch, nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn cũng được các cấp ngành triển khai trên cả nước. Ngày 30 tháng 8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ mọi mặt đời sống, nhất là kinh tế, sức khỏe của người dân, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Mong muốn góp một phần sức lực chung tay phòng chống dịch COVID-19 được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động thi đua kêu gọi các công chức, viên chức, cơ quan đơn vị thuộc Bộ ủng hộ để huy động nguồn lực chung tay cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, qua truy vết rà soát có 25 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca bệnh cộng đồng tại xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn. Đến nay 25 trường hợp F1 đều và đã cho kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 30 tháng 8, ngành y tế lấy được tổng số 9.208 mẫu xét nghiệm trong các khu vực phong tỏa. Kết quả đã có 8.544 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, còn lại chờ kết quả, chưa phát hiện thêm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Sơn đang có 56 ca bệnh xác định được cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tỉnh. Riêng phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi là 38 bệnh nhân. Toàn huyện hiện có 387 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung trong các cơ sở cách ly tập trung của huyện và có 1.152 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi cư trú. Việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân khu vực cách ly là vô cùng quan trọng. Đây là nhu cầu cấp thiết và yếu tố quan trọng để người dân yên tâm thực hiện quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, những ngày gần đây do tâm lý muốn hỗ trợ người thân, nhiều người đã bỏ qua quy định giãn cách, tụ tập thành đám đông tiếp tế cho người phía trong khu cách ly. Điều này khiến cho việc chống dịch trở nên khó khăn hơn. 9 giờ sáng, tại một chốt kiểm soát dịch của phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù đã có lực lượng liên ngành và các tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận đồ tiếp tế, thế nhưng do số lượng người đến quá đông nên việc tuân thủ các quy định về giãn cách phòng dịch là rất khó khăn. Cũng phải chấp nhận thôi, tại vì ở trong đây dân cư rất là đông. Thực ra mình cũng phải chấp nhận là phải xếp hàng và cũng phải từ từ mới đến lượt. Khu vực phường nó không có chợ,
và người nhà anh trong này thì cũng đông. Bây giờ biết là cái nguy cơ thì cao đấy nhưng cũng không có cách nào khác. Vì nếu không tiếp tế thì cũng không có nguồn nào cho người nhà dùng. Để hạn chế người đến tiếp tế tụ tập, Ủy ban nhân dân phường Trương Dương đã chia thành các tổ tiếp nhận theo khu vực và tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách và chỉ được gửi đồ thiết yếu, không tập trung vào một khung giờ. Phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm thực hiện cách ly y tế từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8. Trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly, người dân phường Trương Dương không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, đây là ổ dịch phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, việc tập trung đông người và không đảm bảo giãn cách có thể khiến dịch lây lan ra bên ngoài. Đảm bảo lương thực thực phẩm và tạo điều kiện cho người thân tiếp tế là việc làm cần thiết để người dân trong khu cách ly yên tâm và ổn định tinh thần cuộc sống. Tuy nhiên, việc đảm bảo các biện pháp phòng dịch là yếu tố cần được quan tâm không kém, tránh để dịch lây lan. Có như vậy, cuộc sống của người dân mới sớm trở lại bình thường. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Các trường đã hướng dẫn cho học sinh đến trường đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định tổ chức chỉnh trang lại khuôn viên nhà trường, dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn các phòng học, chuẩn bị nước sát khuẩn và treo dán các bảng biểu hướng dẫn nâng cao ý thức phòng dịch cho học sinh. Công tác tuyên truyền về năm học mới cũng đã được nhà trường đẩy mạnh bằng các khẩu hiệu về giáo dục với thông điệp ngắn gọn để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Các thầy cô có một cái sự chuẩn bị rất là tốt về học tập nội dung, phương pháp để chuẩn bị cho thay sách lớp 6. Trong cái tình hình đại dịch như thế này, việc triển khai một cái ngày khai trường quả thật cũng rất là khó khăn, làm sao vẫn đảm bảo được không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo được cái tinh thần chống dịch an toàn. Thì về phía nhà trường, chúng tôi đã cố gắng hết mức và đã có cái kế hoạch để làm sao ngày hội trường của các con rất vui nhưng vẫn rất an toàn. Do tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có những diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn dưới 30 phút. Một số trường dự kiến tổ chức lễ khai giảng theo hình thức truyền hình trực tuyến trong nội bộ nhà trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị để cho học sinh khối 6 có thể khai giảng trực tiếp ở trên sân trường, còn các học sinh các khối còn lại sẽ khai giảng ở trong lớp. Là nhà trường sẽ tiến hành là truyền hình trực tiếp cái lễ khai giảng vào trong các lớp học để cho các học sinh được khai giảng tại lớp. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới trong bối cảnh phòng chống dịch sẽ giúp các nhà trường chủ động trong việc triển khai kế hoạch năm học hướng đến một năm học mới an toàn, hiệu quả và thành công. Những đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non được làm từ những nguyên vật liệu đơn giản đã tạo thành những món đồ chơi, mô hình sống động, những con vật ngộ nghĩnh, những đồ vật trong gia đình và gần gũi với trẻ. Chị Gấm ơi, em thấy là mình có những nguyên liệu chuẩn bị ngày hôm nay ở đây như là mút xốp này, là súng bắn keo, là kéo này. Vậy thì cái món đồ chơi ngày hôm nay mà chúng ta sẽ sáng tạo cho trẻ có tên gọi là gì ạ? Hôm nay chúng tôi sáng tạo cho trẻ những cái đồ chơi để phục vụ cho trẻ được chơi hàng ngày. Chúng tôi đã làm rất là nhiều nguyên liệu, làm rất là nhiều đồ chơi như là rối này để cho trẻ kể chuyện sáng tạo. Ngoài ra thì chúng tôi đã làm rất là nhiều đồ chơi để phục vụ cho các cái hoạt động trong các góc cũng như là trong các chủ đề trong năm học. Đồ mua sẵn thì em thấy là hình thức của nó cũng khá là đẹp và cũng khá là nhiều mẫu mã cho chúng ta chọn. Vậy thì tại sao các cô giáo của trường mầm non Trực Thuận lại phải mất khá nhiều thời gian cho cái việc sáng tạo đồ chơi như thế ạ? Chúng tôi muốn tận dụng tất cả những nguyên vật liệu có sẵn từ thiên nhiên, dễ kiếm và để giảm chi phí cũng như là tăng thêm cái sự gắn kết giữa cô và trẻ. Thế từ trước đến nay thì những cái món đồ chơi mà các cô giáo của trường mầm non Trực Thuận sáng tạo thì bao gồm những gì ạ? Những cái món đồ dùng chúng tôi sáng tạo ra thì thực sự là không thể kể hết được, bởi vì mỗi cô là một cái sự sáng tạo riêng trong lớp cũng như là khi trong những cái thời gian nghỉ chúng tôi, những giờ sinh hoạt chuyên môn chúng tôi tập trung làm thì mỗi người một ý một sáng tạo để tạo ra rất là nhiều đồ chơi, bởi vì trẻ rất là thích hứng thú với những cái đồ chơi mà các cô tự làm, nên là chúng tôi cũng càng tăng thêm cái sự hứng thú làm để cho các con được trải nghiệm, được hoạt động, vui chơi một cách tốt nhất.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La vừa ban hành công văn về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới, hoạt động vận tải hành khách hoạt động tối đa 50% bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi được phép tiếp tục hoạt động trong phạm vi nội tỉnh. Tuy nhiên, phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu khai thác cụ thể. Hành khách trên xe phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế đúng quy định, thường xuyên thực hiện sát khuẩn, cập nhật đầy đủ thông tin danh sách hành khách đi xe và lưu trú theo quy định. Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021, đến ngày 29 tháng 8, các ban sở ngành đoàn thể tỉnh cùng các địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ trên 184 tấn nhãn cho nông dân. Theo đó, 27 ban sở ngành đoàn thể tỉnh tiêu thụ 130 tấn, 10 huyện, thị xã, thành phố tiêu thụ trên 50 tấn, còn lại là các ngân hàng doanh nghiệp 2,7 tấn. Riêng Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ 100 tấn, Hội nông dân tỉnh trên 1 tấn. Đây là sản lượng nhãn của 17 nhà vườn được sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có giá từ 15 đến 30.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nhãn ít nhất 10 kg. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc hưởng ứng thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông sản, trong đó có nhãn cho các hộ nông dân trong lúc gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong những năm qua, đầu tư trung hạn bằng nguồn vốn các cấp đã có nhiều công trình được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, năm 2018, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường đê tả sông Luộc kéo dài được khởi công với tổng chiều dài hơn 24 km. Năm 2020, dự án hoàn thành đã góp phần quan trọng trong phòng chống lũ lụt và tạo thuận lợi cho việc đi lại phát triển kinh tế xã hội của các xã ven đê thuộc các huyện Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đây các tuyến đường chưa mở rộng, đặc biệt là cái tuyến đê này, thì là các khách ở các cái tỉnh bạn hay là các cái thương lái đến thu mua là gặp rất nhiều khó khăn, phương tiện đi lại đường chật hẹp, gồ ghề. Sau khi được tỉnh mở rộng con đê thông thoáng thì phương tiện của các cái tỉnh bạn về thu mua nhãn đến tận ruộng cho các bà con. Khách du lịch thì trước kia mà chưa con đường chúng tôi không đón được mấy. Sau khi cái đê mở rộng thì năm 2020 thì tôi đón được khoảng 300 khách du lịch của các đoàn khách các tỉnh. Dự án Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên có diện tích hơn 48.000 m2 được phê duyệt với quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư là hơn 600 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trung hạn, sự ra đời của bệnh viện này đã góp phần tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng được xã hội quan tâm nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, bệnh viện đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật mới ứng dụng vào việc khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thấy là cái cơ sở vật chất của bệnh viện là rất là tốt, rất là sạch sẽ, tất cả mọi trang thiết bị là rất đáp ứng tốt cho cái nhu cầu của bệnh nhân. Các bệnh phân khác thì tôi thấy là cơ phòng ở thì có khi là ghép 4, ghép 5 vào, còn ở đây thì gần như là mỗi người một giường. Người bệnh thì cũng không phải lựa chọn đi lên trung ương nữa, các tỉnh khác lân cận về đây và điều trị. Đây chỉ là hai trong rất nhiều dự án được đầu tư từ nguồn vốn trung hạn các cấp đã phát huy hiệu quả tích cực. Có thể khẳng định với nguồn vốn trung hạn của tỉnh, giai đoạn 2016-2020 trên 11.000 tỷ đồng đã tập trung đầu tư gần 50 dự án trọng điểm cấp bách nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Cùng với đó, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phù hợp với khả năng thực hiện cũng như giải ngân của từng dự án. Qua đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý đầu tư công và phát huy hiệu quả nguồn vốn với sự phát triển của tỉnh. Việc mua bán qua các sàn thương mại điện tử trong những năm gần đây không còn xa lạ. Đặc biệt khi dịch vẫn còn đang bùng phát qua nhiều đợt thì việc mua bán online càng phát triển mạnh. Vì vậy, để tránh thất thu thuế từ hoạt động này, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 40, trong đó cơ quan thuế yêu cầu chủ sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh trên đó. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phương án thu thuế hiệu quả nhưng sẽ gây khó khăn cho các sàn thương mại điện tử. Vì vậy, giới chuyên môn cho rằng cần sớm hoàn thiện khung khổ pháp luật đối với lĩnh vực này.
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với cá nhân và hộ kinh doanh phải áp dụng theo thông tư 40 của Bộ Tài chính. Sàn giao dịch thương mại điện tử phải thực hiện khai nộp thuế cho người bán theo lộ trình của cơ quan thuế. Một số khoản doanh thu tính thuế gồm các khoản như thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,5% và thuế giá trị gia tăng 1%, dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm dịch vụ nội dung thông tin số, chịu thuế thu nhập cá nhân 2% và thuế giá trị gia tăng 5%. Tôi có bán hàng online trên một số app mua sắm nhưng mà số lượng không nhiều. Vì dịch nên là nguồn thu nhập cũng bị giảm. Nhưng mà nếu phải đóng thuế thì tôi cũng ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng cần có quy định chi tiết về các mặt hàng cụ thể hơn. Ngoài việc bán hàng kiếm lời thì tôi cũng có đăng một số đồ thanh lý của bé nhà tôi. Đồ thanh lý thì đâu có lời đâu, toàn lỗ là chính. Còn về phía doanh nghiệp, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng quy định tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế, được ví như một quả bom đối với ngành thương mại điện tử đang rất tiềm năng. Tham gia kê khai và đóng thuế là hết sức là bình thường và cái đấy là chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ, bởi vì thực ra nó tạo ra một cái sự công bằng và minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên ở đây thì trong cái điều 8 thì nó quy định rằng là gì? Tức là các cái sàn thương mại điện tử sẽ phải làm thay cái công việc đấy. Thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ gây cái khó khăn cho các sàn. Tại vì thực ra mà nói là cái lượng giao dịch của các cái sàn ấy thì nó rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái việc này nó nên có cái lộ trình để cho các sàn có sự chuẩn bị. Trong thông tư cũng đề cập trong thời gian chưa khai nộp thuế thay thì các sàn phải cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của người bán cho cơ quan thuế, bao gồm cả thông tin về doanh thu, tài khoản ngân hàng. Nhưng đây sẽ là điểm khó đối với các sàn vì tất cả hoạt động đều online và có thể khách hàng và người bán sẽ trao đổi riêng qua điện thoại. Theo một số đại biểu Quốc hội, những vướng mắc trong quá trình triển khai cũng sẽ là một điều kiện tốt để các thành viên chính phủ có thể nắm bắt, từ đó đưa ra các phương án hướng dẫn hoặc sửa đổi quy định sao cho phù hợp. Đặc biệt chính phủ có thể nghiên cứu xây dựng các nội dung cần luật hóa để trình Quốc hội xem xét thông qua. Những vấn đề nào mà cần luật hóa, cần phải xây dựng cải tiến cái cơ chế chính sách pháp luật thì sẽ đề xuất lên để cho Quốc hội sửa đổi. Và với cái trong cái bối cảnh này để đáp ứng cái yêu cầu thực tiễn thì Quốc hội cũng đã quyết định là trong trường hợp cần thiết thì Quốc hội sẽ ban hành một cái luật để sửa nhiều luật. Thế thì nếu như mà cái vấn đề phát sinh đó mà được tổng hợp đầy đủ, được nghiên cứu, được để trình có cái phương án khả thi mà có thể trình Quốc hội thì tôi nghĩ rằng là cái kỳ họp sắp tới thì Quốc hội sẽ đưa vào và sẽ quyết định ngay. Trước đó, Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ chú trọng phát triển hạ tầng thương mại điện tử, xây dựng hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật cho thương mại điện tử trong năm 2021, từ đó tạo môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Vừa qua, một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương trong vụ tai nạn xảy ra tại chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ chiều qua ngày 29 tháng 8 tại km số 84+840, đường tỉnh 254 thuộc thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Xe mô tô biển kiểm soát 20E121504 do Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1996, trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển chở theo Đào Văn Sinh, sinh năm 1992, trú cùng xã, đi theo hướng Hồ Ba Bể, thị trấn Bằng Lũng, đã đâm trực diện vào xe taxi biển kiểm soát 97A03529 do anh Phạm Sĩ Quế, sinh năm 1987, trú tại thôn Tủng Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến Hoàng Văn Hòa tử vong tại chỗ, Đào Văn Sinh bị thương nặng, cả hai phương tiện hư hại nghiêm trọng. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm côn đồ kéo đến hành hung người tại Bệnh viện Trung ương Huế, nơi tập trung điều trị COVID-19 tuyến đầu của tỉnh, gây bức xúc dư luận. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 8, anh Nguyễn Thanh Toàn, trú tại thành phố Huế, nhận được điện thoại của một người quen tên Thành với nội dung đang cấp cứu và nhờ anh tới Bệnh viện Trung ương Huế. Khi đến bệnh viện, anh Toàn bị một nhóm đối tượng tấn công bất ngờ. Một thanh niên dùng vật nhọn truy sát khiến anh Toàn rách phần tai và đầu, khâu 10 mũi. Nhóm côn đồ tiếp tục truy sát anh Toàn vào tận phòng cấp cứu, tiếp tục đấm đá khi nạn nhân đã gục ngã. Lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã phải khóa cửa phòng cấp cứu thì nhóm côn đồ mới bỏ đi. Vụ việc dấy lên lo ngại trước sự mất an ninh trật tự tại bệnh viện, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.